Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những động thái mới của chính quyền Biden đối với Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Prince cho biết cuộc điện đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng Antonio Blinken và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh xoay quanh nội dung hoan nghênh mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Mỹ tiến triển trong suốt 25 năm qua. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định về sức mạnh của đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai vị bộ trưởng cũng thảo luận về cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng của vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương, tự do và rộng mở, cũng như bảo vệ và duy trì một khu vực Biển Đông dựa trên căn bản của pháp luật. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken. Thạc sĩ Hoàng Việt vào tối ngày 5 tháng 2 cho đài tiếng nói EFA biết nhận định của ông về cuộc điện đàm nêu trên như sau. Việc ông Blinken vừa có cuộc điện đàm với ông Phạm Bình Minh ngay sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thấy điều đó cho thấy sự kết nối từ chính sách của ông Trump với chính sách của ông Biden. Một là sẽ tiếp tục cứng rắn hơn ở Biển Đông đối với Trung Quốc và thứ hai là cũng có mối quan hệ chặt chẽ và tiếp tục phát triển với Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt cho biết thêm quan điểm của ông về chính sách của chính quyền Tổng thống Biden đối với Việt Nam và vấn đề Biển Đông trong thời gian tới như sau. Nói chung là đã có những dự đoán rằng ông Biden sẽ phải tiếp tục chính sách về Biển Đông như trước đây. Bởi vì bản thân ông Blinken khi đảm nhận vai trò Ngoại trưởng cũng đã nhận xét rằng ông cũng đồng ý với chính sách cứng rắn của ông Trump trước đó với Trung Quốc. Tuy nhiên, cách làm thì có thể khác và vấn đề về Biển Đông cùng với vấn đề quan hệ với Việt Nam thì cả lưỡng đảng đều đồng thuận với nhau. Cho nên có lẽ ông Biden sẽ không có những sự thay đổi nhiều. Trong khi đó, tiến sĩ Hòa Hồng Hợp, chuyên gia nghiên cứu và phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore trong cùng tối ngày 5 tháng 2 cho rằng chính sách về Biển Đông của chính quyền ông Biden sẽ có sự dung hòa trong việc kết hợp chính sách thời hai cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump. Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhấn mạnh rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Biển Đông dưới thời Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ bao giờ cũng giảm mức độ cứng rắn so với thời Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Sự hợp tác này vẫn tiếp tục theo chính sách trước đây của Tổng thống Barack Obama và thêm vào chính sách thời Tổng thống Donald Trump. Đây là hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người cùng bìa trái và Thủ tướng Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, thứ nhì bên trẻ bìa trái và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á thứ 11 vào ngày 8 tháng 9. Tổng thống Biden sẽ quay về chính sách trước đây của chính quyền ông Obama đã định ra, tức là chính sách tái cân bằng, đồng thời sẽ tiếp tục chính sách mà chính quyền ông Trump nêu ra vào hồi cuối năm 2017. Do đó, chính quyền của ông Biden sẽ theo đuổi chính sách mạnh hơn so với thời ông Obama, nhưng nhẹ hơn chính sách thời ông Trump. Tức là chính quyền của ông Biden sẽ không nói nặng lời như thời ông Trump và cũng không làm những việc chỉ nhắm vào Trung Quốc thôi, mà ông Biden sẽ làm những việc ví dụ như đối với bốn nước gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc thì ông Biden sẽ mở rộng ra thành một khung an ninh mà nó có thể thu hút được những nước khác trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á, cũng như Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Việc ông Blinken vừa có cuộc điện đàm với ông Phạm Bình Minh ngay sau đại hội đảng lần thứ 13 của Việt Nam, thì điều này cho thấy sự kết nối chính sách của ông Trump đối với chính sách của ông Biden. Một là sẽ tiếp tục cứng rắn hơn ở Biển Đông với Trung Quốc, và thứ hai là sẽ có quan hệ chặt chẽ và tiếp tục phát triển với Việt Nam, thạc sĩ Hoàng Việt cho biết. Và thông tin cho thấy chiến hạm Mỹ đã đi vào vùng quần đảo Hoàng Sa. Vào ngày 5 tháng 2, chiến hạm USS John McCain thuộc hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch tự do hàng hải, gọi tắt theo tiếng Anh là Full OP, nhằm đề cao quyền tự do hàng hải và việc sử dụng vùng biển theo luật quốc tế. Và đây là chuyến đi thực hiện quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ đầu tiên ở Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Biden. Đây là hình ảnh khu trục hạm USS John McCain. Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng động thái mới nhất của Hoa Kỳ ở Biển Đông qua việc chiến hạm Mỹ tuần tra tự do hàng hải vào ngày 5 tháng 2 cho thấy những báo hiệu về biện pháp mạnh mẽ của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Biden. Nhiều người cho rằng chính sách của ông Biden không mạnh mẽ bằng chính sách của ông Trump. Tôi thì không cho là như vậy, bởi vì ngay trong ngày nhậm chức Tổng thống, ông Biden vào ngày 20 tháng 1, ông đã mời một nhân vật đại diện của Đài Loan lần đầu tiên từ năm 1979 đến nay.
Điều đó cho thấy chính sách của ông Biden đối với vấn đề Trung Quốc, trong đó có Đài Loan, không phải là vấn đề mà ông Biden xuống nước. Thứ hai nữa là chúng ta thấy hành động tập trận của chiến hạm Hoa Kỳ Theodore Roosevelt mà mới đây nhất vào ngày 5 tháng 2 cũng có chuyến đi tuần tra vào khu vực Hoàng Sa để thách thức đường cơ sở trái phép mà Trung Quốc đã tự vẽ ra trong khu vực Hoàng Sa. Tổng cộng các vấn đề đó cho thấy rằng chính sách của ông Biden về vấn đề Trung Quốc và đặc biệt là về vấn đề Biển Đông cũng báo hiệu sẽ có những biện pháp mạnh mẽ. Tiến sĩ Hào Hợp lại khẳng định việc tuần tra tự do hàng hải cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ông trình bày quan điểm này với đài tiếng nói AFA như sau. Tuần tra tự do hàng hải là một thực hành mà thời ông Obama đã làm. Đến thời ông Trump, tạm thời 6 tháng đầu tiên thì ông Trump không làm gì cả, nhưng sau đó ông Trump làm rất tích cực, tức là gần như tháng nào cũng có tuần tra tự do hàng hải. Thế nhưng nếu chỉ nói đến tuần tra tự do hàng hải thì không giải quyết được vấn đề gì cả, mà chỉ nhắc nhở Trung Quốc rằng là nước Mỹ cũng như nước khác ủng hộ tuần tra tự do hàng hải, đấy là đang thực thi pháp luật ở trên biển và trực tiếp chống lại tất cả những đòi hỏi không đúng luật pháp của Trung Quốc. Cũng cần phải nhắc lại là dưới thời của chính quyền ông Trump thì chính sách rõ ràng hơn so với thời chính quyền ông Obama rất nhiều. Đặc biệt là các tuyên bố của chính quyền Mỹ vào năm 2019 và năm 2020, đấy là điều làm cho một Trung Quốc phải suy tính lại một chiến lược khác. Trước hết là Trung Quốc phải chùn lại và thứ hai là phải tính toán bộc lộ rõ hơn trong việc gây hấn đối với tàu ở Biển Đông và Đài Loan. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc này cũng làm cho các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam phải cảnh giác hơn nhiều so với thời Bắc Kinh. Chính quyền ông Biden sẽ theo đuổi chính sách mạnh hơn so với thời ông Obama, nhưng lại nhẹ hơn chính sách thời ông Trump. Còn luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát tình hình Việt Nam, trong cuộc trao đổi với đài FA vào hôm 26 tháng 1 nói rằng, theo chính sách ngoại giao của chính quyền Biden, về vấn đề Biển Đông thì ông nhìn thấy một cơ hội cho Việt Nam được đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực, đặc biệt trong khối ASEAN, và Việt Nam sẽ có vai trò tích cực trong việc bảo vệ chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Đây là một thời điểm vô cùng quan trọng vì chính quyền Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định với thế giới rằng họ sẽ quay trở lại để tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Họ muốn dùng chính sách đa phương và dùng thế chính trị ngoại giao để làm sao đưa Trung Quốc trở lại chính trường quốc tế. Vì thái độ của Trung Quốc có thể nói là họ hưởng rất nhiều những thành quả của các cơ chế và định chế mà thế giới, phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ đã xây dựng từ sau đệ nhị thế chiến. Trung Quốc thừa hưởng nhưng họ lại không xây dựng, không đóng góp, ngược lại họ còn muốn cố tình phá hoại những cơ chế đó. Đây là hình ảnh mới đây, hình ảnh vệ tinh và phân tích từ đối tác của dự án Đại ký sự Biển Đông cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn thiện ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chỉ cách biên giới Việt Nam có khoảng 200 km. Và như vậy, với những giàn phóng tên lửa của Trung Quốc thì thừa sức để kiểm soát toàn bộ miền Bắc và Hà Nội. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng vừa qua cho biết rằng chưa biết sự việc và họ đã tuyên bố rằng sẽ xác minh thông tin tiếp. Nhà bình luận này nói tiếp, tôi nghĩ rằng thông điệp của chính quyền ông Biden rất rõ ràng trong vấn đề này và nó có sự đồng thuận của lưỡng đảng Hoa Kỳ cũng như sự đồng thuận của các đồng minh, trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc và các đồng minh trong khối NATO. Và đã đến lúc cộng đồng thế giới sẽ hợp tác với nhau lại và cùng lập ra một liên minh mặt trận chung để làm sao cho Trung Quốc chấp nhận những luật định được đặt ra từ 75 năm qua. Luật sư Vũ Đức Khanh cũng khẳng định thêm về vai trò của Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian 4 năm qua của Tổng thống Mỹ thứ 46. Điều này rất quan trọng và Việt Nam cần phải hiểu rằng đã đến lúc họ phải lên tiếng. Và họ muốn lên tiếng trong vấn đề này thì họ cần phải có sự đoàn kết giữa những người Việt Nam với nhau để đạt được mục tiêu giữ vững độc lập và cũng như toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, đồng thời giữ vững được an ninh nội bộ và phát triển kinh tế. Và chính quyền Hà Nội cần có sự lựa chọn. Hôm nay, nếu chính quyền Hà Nội muốn đứng với Trung Quốc, thì chính quyền Hà Nội tự đặt mình ra khỏi dân tộc Việt Nam. Còn nếu chính quyền Hà Nội nhìn nhận rằng đây là cơ hội để hội nhập vào cộng đồng quốc tế với thế giới, thì việc đầu tiên cần làm là phải chia sẻ những giá trị chung mà cộng đồng thế giới đang theo đuổi. Và chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antonio Blinken, đã đăng tải thông tin trên trang tweet của mình vào hôm 4 tháng 2 về cuộc điện đàm của ông với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, tập trung vào cam kết duy trì hòa bình, thịnh vượng và tự do hàng hải ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Ông Antonio Blinken còn chia sẻ thêm rằng ông hy vọng cuộc hội đàm lần này
sẽ được kết thúc với một bát phở thơm ngon ở Hà Nội. Tiến sĩ Hà Hồng Hợp đã nêu tiên liệu của mình trước tình hình dịch bệnh COVID-19 không quá nghiêm trọng và chính phủ Hà Nội khống chế tốt đợt dịch mới thì Việt Nam có thể là một trong những quốc gia mà tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken sẽ viếng thăm trong chuyến công du đầu tiên của ông đến châu Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 với bản tin Những động thái mới của chính quyền Biden đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.